trong đầu tư chứng khoán, việc lựa chọn được các doanh nghiệp uy tín hàng đầu cũng đã mang lại cái tỷ lệ thắng rất là cao cho nhà đầu tư rồi. Chính vì thế hôm nay tôi giới thiệu với quý vị và các bạn top 5 doanh nghiệp niêm yết uy tín nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Cái cơ sở để lựa chọn ra top 5 các doanh nghiệp uy tín nhất thị trường chứng khoán này gồm có 3 cơ sở chính. Cơ sở thứ nhất là năng lực tài chính trên báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty, thì bao gồm các cái yếu tố ở trong báo cáo tài chính như sau: về tổng tài sản này, vốn chủ sở hữu này, tiếp theo là doanh thu và lợi nhuận này, và tiếp theo là hiệu quả sử dụng vốn thông qua ROE này, tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận. Và cơ sở thứ hai đó là uy tín truyền thông của công ty trên truyền thông, đó là có ảnh hưởng tốt, tích cực đến với truyền thông, đến với mọi người không. Và cái tiêu chí thứ ba đó là khảo sát trên ý kiến chuyên gia. Thì cái này dựa trên hai cái cơ sở nhỏ, một là hấp dẫn đầu tư hay không, thì cái danh sách này được khảo sát vào tháng 6 năm 2019. Tiếp theo là cái yếu tố nhỏ thứ hai đó là kế hoạch đầu tư mở rộng kinh doanh của công ty có tốt không. Thì đây là ba cái cơ sở lựa chọn. Và tiếp theo đây chính là cái kết quả 5 doanh nghiệp dẫn đầu trong cái top doanh nghiệp niêm yết uy tín nhất thị trường chứng khoán Việt Nam 2019, bao gồm các cái mã cổ phiếu như sau. Cổ phiếu thứ nhất đó là cổ phiếu Vinamilk. Đây là một doanh nghiệp đầu ngành ngành sữa Việt Nam, với cái việc năm 2018 bán ra khoảng 1,3 tỷ lít sữa, doanh thu hơn 50.000 tỷ và lợi nhuận hơn 10.000 tỷ đồng sau thuế. 2019 thì lợi nhuận của Vinamilk cũng có thể đạt gần 11.000 tỷ lợi nhuận sau thuế. Và đây là một trong những doanh nghiệp có cái lợi nhuận sau thuế lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Hơn nữa, cái vốn hóa của Vinamilk cũng đang nằm top 5 các cái doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất, với vốn hóa khoảng độ 11 tỷ đô. Tiếp theo, cổ phiếu thứ hai đó là cổ phiếu Vietcombank. Thì đây là ngân hàng số 1 Việt Nam, với cái tổng tài sản lên đến hơn 1 triệu tỷ, doanh thu lên đến khoảng 670.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 2019 ước đạt có thể gần 19.000 tỷ lợi nhuận sau thuế, tương đương với khoảng độ hơn 800 triệu USD lợi nhuận sau thuế. Và đây là một doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế lớn nhất Việt Nam niêm yết trên sàn và bền vững nhất. Đó. Nếu như cách đây khoảng độ 5 năm thì lợi nhuận của Vietcombank đâu đó chỉ khoảng độ hơn 4.000 tỷ, thấp hơn cả Vietinbank và BIDV. Thì đến nay lợi nhuận của nó đã gần gấp 3 lần so với Vietinbank hay BIDV rồi. Thì đây là một cái ngân hàng rất là tuyệt vời. Thứ ba nữa là cổ phiếu Vincom. Thì đây là doanh nghiệp có một trong những doanh nghiệp có doanh thu thuộc dạng lớn nhất trên sàn, với cái vốn hóa khoảng gần 20 tỷ đô, lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Và đây là một doanh nghiệp có được cái kinh doanh ngành đa ngành nghề trong nhiều lĩnh vực rất là nổi tiếng. Ví dụ trong lĩnh vực bất động sản thì cũng có công ty cổ phần Vinhome. Thì đây là một doanh nghiệp sở hữu các cái chuỗi đô thị hàng đầu Việt Nam như là Vinhome Royal City, Vinhome Riverside, rồi là Time City, vân vân và vân vân. Ngoài ra Vingroup còn sở hữu các cái thương hiệu nổi tiếng khác như là VRE, là công ty cho thuê về sàn thương mại kinh doanh lớn nhất Việt Nam. Tiếp theo là Vingroup còn sở hữu công ty VCM, tức là công ty thương mại VCM ấy. Thì đây là công ty sở hữu các cái chuỗi bán lẻ như là Vinpro, rồi Vinmart cộng, rồi là Vinmart, với khoảng hơn 2.000 các cái siêu thị lớn nhỏ khắp cả nước và doanh thu khoảng độ hơn 30.000 tỷ. Và Vincom hiện nay cũng đang tập trung mở rộng và sang các cái lĩnh vực công nghiệp khác như là sản xuất ô tô với thương hiệu VinFast, hay là các cái xe máy điện, rồi là điện thoại VinSmart. Thậm chí thì họ còn lấn sân ra nhiều cái lĩnh vực hơn như là xây dựng cơ sở hạ tầng, vân vân. Và cổ phiếu thứ tư trong danh sách này đó là cổ phiếu FPT. Thì đây là cổ phiếu số 1 lĩnh vực công nghệ thông tin cũng như là viễn thông ở Việt Nam. Thì đây là doanh nghiệp có cái doanh thu hơn 1 tỷ đô và lợi nhuận sau thuế năm 2019 khoảng độ 150 triệu đô. Và doanh nghiệp này là một trong những doanh nghiệp hiếm hoi trên thị trường chứng khoán Việt Nam có cái doanh thu và lợi nhuận đến một phần chính từ cái thị trường nước ngoài. Và có thể nói là đây là một doanh nghiệp toàn cầu. Nếu FPT tận dụng tốt thì cái thị trường của FPT khai thác nó như là một đại dương xanh vậy, có thể tăng trưởng không giới hạn. Và tiếp theo, cổ phiếu thứ 5 trong danh sách đó là cổ phiếu MWG. Thì đây là công ty cổ phần tập đoàn Thế Giới Di Động.
thì họ là một trong những doanh nghiệp sở hữu rất là nhiều cái chuỗi hệ thống số 1 Việt Nam, và đây là doanh nghiệp thương mại bán lẻ thương mại lớn nhất Việt Nam với các cái thương hiệu số 1 như sau. Thứ nhất đó là chuỗi Thế Giới Di Động bán điện thoại với thị phần khoảng 50% Việt Nam. Thứ hai đó là chuỗi bán điện máy là Điện Máy Xanh với thị phần cuối năm nay khoảng 40%. Thì cả hai chuỗi này đều gấp khoảng 5 đến 7 lần đối thủ đứng thứ hai trong ngành của nó. Rồi tiếp theo là các cái mảng phụ trợ khác như là kính mắt số 1 Việt Nam, rồi là mảng đồng hồ số 1 Việt Nam, rồi là mảng bán đồ gia dụng cũng số 1 Việt Nam. Và đặc biệt triển vọng của MWG trong tương lai rất là tươi sáng dựa trên cơ sở cái chuỗi Bách Hóa Xanh. Thì đây là cái chuỗi đánh vào lĩnh vực hàng tiêu dùng bán lẻ tại Việt Nam có quy mô lên đến 560 tỷ đô vào năm 2019 này. Thì chuỗi Bách Hóa Xanh của Thế Giới Di Động tuy mới tập trung được có một thời gian thôi, nhưng dự kiến hết 2019 họ có thể đạt tới 1.000 cửa hàng và với doanh thu khoảng 11.000 tỷ, tương đương với Big C và Metro hoạt động trong mấy chục năm tại thị trường Việt Nam. Đó. Và tổng doanh thu của Thế Giới Di Động năm nay có thể đạt tới 115.000 tỷ, tức là khoảng độ 5 tỷ đô, và lợi nhuận sau thuế có thể đạt khoảng độ gần 4.000 tỷ, tức là gần 200 triệu đô. Thì trên đây là top 5 doanh nghiệp niêm yết được bình chọn uy tín nhất Việt Nam năm 2019. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.